Đây là cái phòng cũ, đây là cái đầu giường cũ đấy. Bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp cái đống này và không dùng nữa. Cái này mình sẽ chuyển sang cái phòng đầu ngoài kia và lấy cái một cái đệm ở bên ngoài đó và chuyển vào đây. Đấy. Đây con chuẩn bị là một cái khăn cồn và một cái chai cồn đấy, để vệ sinh cái tủ cái kệ kệ này, đấy, vệ sinh cái kệ này. Mình sẽ ăn cơm và một lúc nữa thì mình sẽ chuyển nốt cái phòng từ trên đi xuống, mình chuyển phòng thì mình sẽ chuyển ngay cái phòng chỗ này. Mình không ở trên đấy bởi vì trên nó nóng ấy. Mà bây giờ thì chị chủ nhà ấy, bớt tiền rồi, dưới này cũng chỉ 3.500 thôi, trước thì là ở dưới này là 4.000 thôi, nhưng bây giờ bớt là 3.500, còn trên là còn 3.000, 3.500 thì vẫn như thế, là mình sẽ chuyển dưới cho nó mát mà nó rộng hơn mà nó phòng ấy đẹp hơn. Thì là bây giờ mình sẽ ăn cơm này, xong là bây giờ hơn 1 giờ tí nữa mình sẽ chuyển hôm qua mình chuyển một người anh em ở trong phòng này, ở cùng nhà này, chuyển hộ cái đệm này, mình thêm một cái bàn sao. Thì bây giờ mình sẽ chuyển hết cái đống đồ của mình trên cái xuống và tháo nắp một số cái tủ đựng quần áo này. Nói chung là cũng không khuyến khích các bạn nhỏ nào uống những cái thứ này, hoặc là các bạn uống cái thứ này, nhưng mà thực ra này thì lâu lâu mình cũng uống một lon này cho nó dễ tiêu hóa. Cái này là kiểu nó như là bia ấy, nó bán ở cái quầy bia ở cái siêu thị mà nó thấy có dâu ấy, mà cái này nó không đỏ bạn. Mình hay uống cái này, bia kia thì cũng uống được mà kể cả rượu thì cũng uống được, nhưng mà không uống, mình không uống vì là mình không uống ấy. Nhưng mình uống cái này nó uống nó vui, thì mình vừa uống thử rồi. Thì là nó có màu hồng hồng như màu quả dâu, uống rất là ngon các bạn.
nay có món cá sốt cà chua. Chuối mua siêu thị hình như là 60 đại tệ, 60 đại tệ 5 quả, 86 bốn, 48 nghìn. Em mua 9 ở siêu thị nó đắt, còn nếu mà mình mua nải chuối xanh ở chợ thì rất là rẻ. Đấy, đây thì quay qua cho các bạn xem một chút là cái phòng này, thì hôm qua thì mình đã chuyển cái đệm này vào rồi. Và bây giờ thì là nó rất là bừa bộn, thì là bây giờ mình sẽ di chuyển, mình sẽ tháo cái tủ quần áo này ra và cho sang bên đằng bên kia. Để có cái cửa sổ này. Mình sẽ di chuyển nó sang cái phòng bên kia và lấy cái tủ là đấy sang bên này đấy, bởi vì cái tủ này nó khá là bẩn đấy, mà nâu mà để trong này nó rất là kinh, mình không muốn dùng cái tủ này đấy. Ra là phòng trống có tủ đi cứ dùng thôi. Bây giờ mình sẽ tháo nắp cái này ra. Thực ra trong này đấy bạn, tính nó rất là chặt hẹp, rất là nhỏ luôn này, nó rất là hẹp này, trong này nó rất là chặt, không đâu quá. Trong này thì mình không dùng, trong này thì có cái đồ này không dùng, thế thì bỏ trong, như còn chỗ này thì chả dùng đến cái chỗ này. Thì đây này, thì bây giờ thì mình sẽ lại lắp cái này, lại đặt ra lại cái đó. Thoải mái các bạn, lắp được cái chân đấy. Lúc đầu mình kể cả mình định lắp tiếp vào nhưng mà không lắp được, thế về sau lại phải tháo mãi là nọ mọ mãi mới làm được, mất hơn 30 phút mình lắp được mấy cái chân. Bây giờ có kinh nghiệm mình sẽ lắp dễ hơn.
tháo cái tủ này ở cái phòng kia sang, và kia đây là cái tủ mình định lấy này. Đấy. Thì thực ra là hai cái tủ đựng quần áo nó giống nhau thôi, rất là giống nhau. Nhưng mà cái tủ này nó sạch sẽ hơn mà. Đấy. Cái tủ này để lâu lắm, kiểu cái người ở phòng ấy nghỉ đi về lâu rồi ấy. Đấy. Đấy, cái tủ này, thì nó sạch sẽ hơn. Này có cả cái nón dưới luôn. Mình sẽ đủ lại cái này sang bên kia. Ở cái phòng này thì cũng không có ai ở cả, nhưng mà cái phòng này thì nó hơi chặt. Cái này thì mình sẽ dọn. Này đệm hôm qua kéo sang, này đệm hôm qua kéo sang, đệm ở bên phòng bên kia đấy, để kéo sang. Cái phòng này nó ngay cửa mà nó, cái chỗ nó cũng bị hỏng rồi này. Mình sẽ kéo gọn cái này vào đây. Lấy cái tủ kia cho sang bên kia, ok. Đấy, nói chung là mình đã kéo được cái tủ này sang bên này này. Đấy. Ok, thì nó cũng lâu rồi, nó cũng không dùng ấy. Qua đi tí cho đỡ bụi. Ở nhà mình thì ở Việt Nam ấy thì là dùng cái tủ gỗ rồi đấy. Mà ở trên cái phòng cũ thì cũng là cái tủ gỗ có sẵn rồi, chứ không dùng cái tủ vải này. Cái tủ vải này ở quê mình là, ở Việt Nam mình là bây giờ chắc là không ai dùng mấy rồi, toàn dùng tủ gỗ này. Cái này nó cũng xưa rồi mà. Mình sẽ xịt tính cho nó xịt cồn. Không tiếc luôn, xịt cồn này gọi là không tiếc luôn. Để cho nó sạch sẽ. Ok. Cứ tưởng qua xịt gần hết chai cồn rồi. Đấy, chuẩn bị để đi mua một chai. Cái móc này thì ở cái tủ cũ mình cũng không dùng đến, và mình sẽ mang hết sang bên kia, mình treo lại vào cái tủ đó. Móc của mình thì mình có, mình cũng có, mình không dùng đến cái móc này. Rất nhiều móc luôn. Mình không dùng đến đâu. Mình sẽ treo giá sang cái tủ đó. Sau này ví dụ mà có ai đến ở cái phòng đó thì đấy, ta sẽ dùng cái móc này. Còn như mình là mình sẽ không dùng cái móc này. Mình sẽ treo sang bên này. Sẽ để vào vị trí cũ. Coi như chưa có gì xảy ra. Sau đó mình sẽ treo hết cái móc này lên đây. Đây thì đây là cái đệm cũ, và tất cả cái này đều là đồ cũ ở bên cái phòng bây giờ mình định ở, để mình chuyển hết sang cái phòng đầu tiên này. Đấy. Thì là bây giờ mình đã gấp gọn tất cả vào rồi, chăn chiếu nói chung là gấp gọn hết rồi. Những cái gì ở đây là mình đều ấy, mình không dùng bất kể một cái đồ gì cả, mà của người cũ mình không thích dùng chung cái gì cả. Đây móc mình đã treo đi rồi. Đấy. Cái này không có nhá, không có cái gì cả. Mình đã sắp xếp gọn gàng. Đây là một cái vải cũ này. Vứt ở đây. Đấy. Xong hết rồi. Đấy. Thì là cái phòng này thì không có cái gì cả. Đấy. Đại loại là cái phòng này như thế, không dùng gì cả. Đấy. Tắt điện và đóng cửa lại. Đây thì cái phòng này ngoài cửa luôn. Đấy. Cái phòng của mình ở chỗ này. Còn phòng trên tầng thì là bây giờ thì mình sẽ lại chuẩn bị lên trên đấy và dọn đồ ở trên đấy xuống. Đấy. Bây giờ mình sẽ dọn đồ trên đấy xuống lần lần và xem còn cái gì làm nốt lên nào. Quét dọn các thứ nữa là xong. Mảng nhện, mảng nhũng hay gì thì tí nữa mình sẽ quét nốt. Đấy. Đây có cái gậy để mông chảy này. Đấy, phòng mình ở trong này. Phòng này có người ở đây. Phòng này cũng có người ở. Phòng này là mình ở. Còn cái phòng này là cũng bỏ trống luôn rồi. Nói chung là trên này thì nó lóng lắm mà. Chưa không thể nào mà ngủ được luôn. Đây. Đây là cái đống đồ đạc của mình. Bây giờ thì mình sẽ gọi là nhìn
em ăn lần cuối. Thế xong rồi là mình sẽ di chuyển tất cả các cái đồ đạc này. Đấy. Đây cái này có tủ sẵn này này. Đấy. Ui lòng lắm mà này. Như cái lò luôn đấy, thẻ chưa đợt nâu không thể nào mà ngủ được luôn, dưới nó còn mát. Đấy. Cái bóng điện này mình cũng sẽ tháo và mình cũng sẽ mang xuống dưới đó mình nắp. Đấy. Đấy. Đây bóng điện đây, đây bóng điện. Đấy. Cái vani, còn đây là quần áo của mình, các thứ. Đấy. Rất là nhiều đồ luôn. Cái đệm này thì mình không lấy, mình chỉ lấy cái chăn với cả cái gối thôi. Cái đệm này thì vẫn cứ để ở đây. Và tất cả các cái đồ đạc này, đây bây giờ nó sẽ là lần cuối ở đây. Đây nó là cũng là một cái kỷ niệm khoảng gần một năm rồi. Thì như là tháng 8 hoặc tháng 9 năm ngoái thì mình chuyển sang đây thì phải. Bây giờ là tháng 6 rồi thì cũng gần một năm mình ở tại cái phòng này. Đấy. Thế nên là mình chuyển phòng là lần thứ 3 luôn các bạn, lần thứ 3. Đấy. Bây giờ mình sẽ kéo cái vali trước, kéo cái vali xuống trước. Cho ít bớt đồ ra rồi, đấy thì nó sẽ nhẹ hơn. Đấy, và mình đã cho xong rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển nốt những cái đồ ở trên ấy còn lại. Đây là toàn bộ cái số đồ của mình ấy này. Nhìn lần trước mình có cái video chuyển nhà đến cái phòng này thì mình đã quay thôi. Và bây giờ mình lại quay tiếp với cả clip đã chuyển đi. Nói chung là mình sang bên này mình muốn quay đầy đủ tất cả quá trình. Thì cái chỗ kia là những cái đồ này là tẩm xe. Đấy, là chờ một chút mình sẽ lấy sau. Còn những cái đồ này thì mình sẽ cho đi trước. Đây thì còn một số cái đồ này thôi. Quần áo để cho đi sau. Và cái móc này mình cũng sẽ lấy và mang trong đó để treo. Okay. Đấy, thì là rất là nhiều đồ. Bây giờ mình phải dọn dần đi. Tiết mục lau nhà. Đây là cái nước này này, nước lau nhà nó rất là thơm luôn mà, nước này rất thơm. Cho tí nữa đi. Thơm luôn. We'll be right back.
30 phút nữa nha, mình để một cái quạt bên trong đấy, một cái quạt cái bình để mang đi mình rửa sạch đấy, nên là nó còn hơi ẩm ẩm, cả cứ để một lúc nữa là nó khô. Đã lắp ráp xong sau cái quạt này, nói chung là tháo thì rất là đơn giản, cái gì khó thì là mình bật luôn ở trong này để cho nó quay, và bây giờ nó cũng gần khô hết rồi. Đấy, cho các bạn nhìn lại cái phòng lần cuối. Chắc dài mình cũng không, thực ra mình vẫn ở cái nhà thôi, nhưng mà mình sẽ không lên trên này nữa. Đây mình đã tháo bóng điện chỗ này và dọn này. Đấy. Chỗ này thì mình cũng lấy lại một cái móc quần áo. Cái này thì phải đến đây đã quá rồi. Ok. Oh. Ngày đầy nguyên. Ok, không còn gì cả. Thì yeah, tạm biệt gần một năm ở đây. Chưa dọn dẹp đâu cả đấy. Đây và dép mua dép VIP đây, nhưng mà cũng đã đi đâu, mình vừa dính thêm cái băng dính ở chỗ cái chỗ cửa này thì nó đỡ bẩn đấy. Thì đây đồ đạc đây, tại vì chỗ góc kia nó vẫn chưa khô ấy, mà nó bị trụng vẽ mình ấy nhiều nước quá đấy. Còn đây đồ vẫn đây đấy. Chưa sắp xếp được vào đâu cả đấy, hãng bừa bộn á, chưa được lắp vào đâu cả. Giờ đang thiết kế dần dần để dọn nốt. Còn cái non này uống nó không độ, uống nó vẫn bình thường, không vấn đề. Nhưng mà cái nước mà trông bâu ấy, mình có cái video ngắn này ở có cái nước ấy, cái nước mình uống mình thấy giống y như mấy cái loại bia bình thường, mà cái đấy nó không độ, uống nó hơi vàng đầu. Còn cái này thì nó như kiểu là nước ngọt. Rất là ngoan. Để sắp xếp nốt đâu. Xong cái phòng rồi cả mình đã xếp mọi cơ bản, còn cái chỗ này thì mình sẽ xếp vào đây đấy. Mà đây nhưng mà đây đang chờ cái này nó khô ấy, kiểu nó vừa rửa mình vừa rửa nó vẫn ướt đấy.
Mình phải lấy thêm này vừa để dành và vừa để đồ, nhiều đồ quá, mỗi bàn này không đủ. Vừa bắt bóng điện này các bạn xem là nó phải quả. Mami để ở đây nhưng mà đây vẫn ướt. Đây, đây. Cơ bản cái góc ở mình nó như này, bạn thấy nó có ok không ạ? Đây. Cái này thì phải có cái tranh tường nữa. Thì là may ra nó mới đẹp, mà thôi, tạm thời như thế này đó. Sau thì mình sẽ sắp xếp nó đẹp hơn. Đấy, thì mình vừa mới nằm nghỉ ngơi một tí, gọi điện linh tinh một tí thì là tâm sự các bạn chút. Chuyển phòng thì đã chuyển xong rồi, còn một số cái đồ đạc thì mình sẽ sắp những nốt vào là ok. Thì là tại sao mình lại chuyển đến cái phòng này? Thì thực ra là ở trên cái tầng trên ấy thì bạn biết là nó, bạn nhìn thấy là một số lần ấy mà mình quay nó rất là nóng, bởi vì trên đấy là nhất là trên là cái mái là mái tôn đấy. Bên này những cái phòng kiểu nhà bình thường người ta rất hay ốp bằng cả nhà tường bằng tôn ấy, kiểu như xong rồi xi măng các thứ vào, xong rồi đã trên ấy đã rồi này, mái là tôn xong rồi phòng thì lại kín bí và xung quanh thì lại gỗ nó lại càng nóng, nên là vào cái phòng như cái lò hầm hập nóng lắm. Nên là quyết định là chuyển dưới thì không, cũng định không chuyển đâu, nhưng mà lọ cái chị chủ nhà chị bảo là bây giờ khó khăn đấy thì bớt ở bên dưới thì là mổm nhiệt, ở bên dưới thì là lấy 3.500, còn ở trên thì là 3.000 thôi. Thì là mình quyết định xuống dưới, đằng nào nó cũng vẫn tiền như vậy, nhưng mà mình xuống dưới nó mát hơn. Mà thứ hai là cái phòng nó rộng rãi hơn rất nhiều, phòng nó rộng hơn rất là nhiều, rộng hơn rất là nhiều. Ở đằng cái chỗ này thì nó còn có cái ngăn trong ấy, nhưng mà không dùng để cái tủ đè vào để vít vào. Đang bật hai cái quạt để cho nó quạt nốt cái góc dưới nó bị trũng, nó vẫn chưa khô được. Đó. Chuyển lên thế này. Hôm nay là buổi tối, hôm nay là cái buổi tối đầu tiên nằm ở đây. Nói chung các thứ thì mình đã dọn dẹp nó khá là ngăn nắp và đầy đủ rồi, không còn gì đấy cả. Có bao giờ kiếm thì một ít cái chành hay cái gì nó dán trang trí nốt vào cái góc này, trông nó hơi xấu tí, trang trí nốt vào cái góc này, còn lại là như thế này là cơ bản là ok đâu. Mình mới nắp cái bóng điện ở góc kia này, này nó rất là sáng, trong này nói chung là cái ánh sáng của nó rất là tốt, ok thoải mái, rộng rãi thoáng mát. Cái này lại liên tưởng đến cái nhà cũ mà mới nó bắt đầu sang Đài Loan này. Cái kiểu phòng nó cũng tương tự như vậy, trên cái mái cũng như vậy. Ở đây thì phòng này thì không có điều hòa, cả cái nhà này không có điều hòa, trước là cũng có, thực ra là cái ô này, cái ô nhỏ này là cái lắp cái điều hòa cổ ấy. Như cái điều hòa cũ ở cái nhà cũ của mình ngày xưa, kiểu cái điều hòa nhỏ nhỏ như thế. Mà bây giờ chuyển sang cái chủ này thì là người ta tháo hết rồi, hoặc là ở cái chỗ khi trước ở cái chỗ này là cũng người khác thuê, nhưng bây giờ người ta lại thuê lại, là chắc cái người trước đi là người ta tháo dỡ hết đi, nên bây giờ thì cái chủ bây giờ thì không có, không lắp, nên là không có điều hòa. Cái này cũng xuống nằm mấy lần nó mát, không cần điều hòa lắm, bởi vì nó thoáng mà hơn nữa này, cái tầng này nó cũng mát hơn đấy. Nên là lại chuyển lần phòng lần thứ hai. Lần thứ ba chứ. Lần thứ hai đúng không? Lần trước là chuyển nhà, là chuyển sang bên này. Lần này chuyển lần thứ hai. Hai lần chuyển nhà và chuyển công xưởng đến mấy lần này. Lận đận các thứ. Vẫn chưa ổn định được, cái thời gian này là không có tăng ca, không có việc. Kéo thời gian cuối năm chưa chắc đã có tăng ca. Giờ không biết làm nào cả, đi làm ngoài. Chả biết làm nào. Chán thôi, cố gắng bạn, biết làm nào bây giờ, mình không được may mắn thì mình chịu thôi, cố gắng đi làm ngoài kiếm tiền đấy, chứ còn bây giờ chả biết làm nào cả, không đi làm thì không có tiền, mà mấy tháng nay không gửi về đồng nào nữa. Khó khăn quá. Ở thì thôi, mình sẽ kết thúc cái video ở đây thì thực ra là đây là cái video là lại là chuyển phòng không phải chuyển nhà, chuyển phòng, chuyển từ tầng 2 xuống tầng 1. Giá thì vẫn vậy, 3.500 một tháng, là 100 tiền này.
tiền 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 ra là 3.600, còn điện nước là bao hết rồi, dùng thoải mái. Thì ok, cảm ơn tất cả bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo.